Hello, xin chào các bạn. Có thể nói đây là một trong những người rất quan trọng ở trong những cái video của mình trong khoảng tầm 1 năm đổ lại đây. Và để có những video chất lượng đấy thì chúng ta có một editor ở đây. Và đây cũng là khách mời đặc biệt của mình trong ngày hôm nay, đó chính là Hưng. Anh em mình hôm nay sẽ cùng nhau nói chuyện về có lẽ là không chỉ là nước hoa mà sẽ là những cái khía cạnh khác của mùi hương. Và chuyên mục ngày hôm nay xin phép được bắt đầu. Như mọi khi thì chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu một xíu về khách mời. Và Hưng có thể giới thiệu qua một xíu về bản thân đi. Hello, chào bạn. Mình là Hưng. Hiện tại mình đang edit cho anh kênh kia từ chắc tầm 1 năm anh ạ. Đang là editor tự do. Đấy, editor tự do freelancer. Bên cạnh đó thì em có làm những công việc gì khác không? Ngoài editor ra thì mình là một người giúp phim ngắn. Và lâu lâu sẽ là designer. Nghĩa là những cái công việc liên quan đến cái phần kiểu hậu kỳ à? Hậu kỳ ở đằng sau. Thì ngoài kênh anh ra thì em còn edit cho những kênh nào nữa không? Mảng nước hoa đây nhá. Ngoài kênh anh kia ra thì mình hiện tại đang edit cho 3 kênh nữa. Ôi. Là kênh Vita Perfume của Kim Dung. Kim Dung Vita. Anh Huy nữa. Phoenix Hunter. Phoenix Hunter là Need Free Sleep đúng không? Kênh sắp tới xin giữ bí mật. Xin giữ bí mật. Mấy lý do. Tóm lại là những người làm content như bọn tôi ấy, thì hiện tại là Hưng là đều là người editor hết. Và nếu như bạn nào tìm về nước hoa lâu thì đều biết những cái tên mà Hưng đã vừa mới kể. Nhưng mà có một cái rất là hay nhá, đó là nhiều khi mọi người không biết đâu. Vì cái màu sắc của mỗi người nó cũng sẽ khác nhau. Đúng không? Và bên cạnh đó thì đợt trước là em cũng có nghịch ngợm một xíu về TikTok và YouTube đúng không? Yes. Đợt đấy em chia sẻ một tí đi. Đợt đấy thì 2 năm trước hả? Mình có, hồi đấy là thực ra mình đang học edit thôi. Và bắt đầu làm về nước hoa được chết được 3 số. Thì mình không phải là như anh Kim, khi mà bắt đầu về edit về nước hoa hay là review các sản phẩm về nước hoa ở trên YouTube khác anh Kim tí, là mình sẽ edit theo kiểu là anh kia là về mùi hương mà về các câu chuyện, về mọi thứ mà nó đi sâu tất cả khía cạnh cho người chơi chính sẽ hiểu anh kia hơn một tí. Còn mình hồi đấy thì sẽ theo kiểu là làm nước hoa mùi của mình yêu thích, cộng thêm với đó là khả năng edit của mình kiểu phân người không kết thúc nó giống như kiểu là em lại sử dụng editor em sử dụng cái kênh đấy để em luyện cái khả năng editor luyện cái khả năng edit. Và hồi đấy cũng đã được mọi người chú ý về em khai thác khá buồn cười là kiểu em làm hai người nói chuyện với nhau thì ngồi nói chuyện với nhau bản thân mình phân ra ấy. Kiểu nó là một cái hình thức khá là hay nhưng mà cái đấy thì cần hơi cần kỹ năng edit một tí. Nhưng hồi đầu thì anh không làm được kiểu như vậy. Thì bây giờ quay trở lại với cái mà hai anh em mình cùng thích, đó là mùi hương. Thì em biết tới mùi hương từ bao giờ? Nói câu này hơi khó. Bởi vì là mình biết mùi hương hay là mình mùi hương nói riêng hoặc là nước hoa nói chung thì là chắc ở tầng từ cấp 1 hoặc cấp 2. Mình đã được kiểu cô được tiếp cận đi Pháp, cô mình đi Pháp rất là nhiều. Sinh sống tại Pháp thì hồi đấy là đã bắt đầu người ta Việt kiều trở về các bạn là đã tặng cho nhau những chai nước hoa gọi là hồi đấy không phải gọi nước hoa gọi là body mist à. Body mist hồi đấy rất chốt body mist không phải nước hoa bởi vì từ thời 2000 nước hoa đâu hơi xa rồi. Thì bây giờ mình đi sâu đi kỹ hơn đi là bắt đầu em bắt đầu những chai nước hoa đầu tiên thì em mua vào cái thời điểm nào? Em bắt đầu cầm trên tay và sở hữu nước hoa là năm cuối năm lớp 9. Cuối năm lớp 9 là tầm năm bao nhiêu? 2009 à? 2009. Thế thì cũng tầm khoảng với anh. Thì bắt đầu những cái chai nước hoa đầu tiên mình mua thì là chai gì? Tại vì thường thường nhá, mọi người cũng rất là tò mò là với một người khác ấy, người ta yêu thích nước hoa thì người ta sẽ chai nước hoa đầu tiên họ mua là gì? Như anh thì chai đầu tiên anh mua là chai CK, Euphoria Man. Còn chai của em là gì? Mình sở hữu đầu tiên là một chai của Hugo Boss. Em không nhớ đâu.
Nói thật bây giờ bảo là Hugo Boss thì em không nhớ. Mấy em vẫn nhớ cái mùi đấy. Ừ. Thế là cái mùi đầu tiên ấy, cái mùi đầu tiên thường thường là chúng ta kiểu ai cũng nhớ cái mùi đầu tiên của chính bản thân mình. Đến bây giờ anh vẫn còn nhớ cái ngày đầu tiên anh đi mua nước hoa ở trung tâm thương mại Vincom nhá. Anh vào đấy anh mua, xong rồi các bạn ấy tư vấn, xong rồi anh mua mùi hương đấy mà, xong rồi anh xài hết trên hoa, đến bây giờ vỏ anh vẫn giữ ở trên kệ luôn. Đấy thì có nghĩa là có thể là với nhiều người trên hoa đấy nó rất bình thường. Nhưng mà với những cái người mà lần đầu tiên là tiếp cận với nước hoa và mua một chai cho mình một chai hoa đầu tiên thì đa phần là mọi người sẽ rất nhớ. Thực ra mỗi người có một câu chuyện khác nhau anh Kiên ạ. Bởi vì là khi mà mình có một chai nước hoa từ năm lớp 9 ấy thì mình chỉ biết đó là một chai nước hoa. Nó là một cái tài sản giá trị đúng không? Là để xịt thôi, xong rồi để được mọi người khen thôi. Xong rồi kiểu nó hồi đấy mình quá trẻ con mà bây giờ bảo mình nhớ mình không nhớ được. Nhưng mà nếu mà để mà một kỷ niệm sâu đậm nhất mà dẫn đến mà mình nghiện nước hoa ấy thì đến tận năm 2015 cơ. Thì mới bắt đầu nghiên cứu là muốn sở hữu nhiều và muốn dùng nước hoa dài. Bởi thì đấy là chai gì? 2009 đến tận 2015 mình. Ôi, 6 năm ấy, một quãng thời gian rất dài. Thì đó là một chai có xài Eros. Cái chai Eros chắc là thời điểm đấy. Mà các bạn biết rồi ấy, do đâu mà mình mua các bạn biết rồi ấy, do review ạ. Do review, nhưng mà đúng ra nhá, anh thì anh biết Hưng mãi về sau này. Khi mà bắt đầu những cái cộng đồng nước hoa nó có những cái hoạt động như kiểu là ỏp nước hoa ở Hà Nội, thì bắt đầu gặp Hưng. Đấy, thì bắt đầu gặp cả những anh em khác trong hội chơi nước hoa nữa. Và có một cái đó là anh rất nhớ về Hưng, đó là Hưng rất thích Quicksilver Mountain Water. Yes. Đến thời điểm này, và tôi cũng đã xem những cái video cũ của Hưng, khi mà cái hồi đấy Hưng bắt đầu edit thì Hưng luôn nói về Quicksilver Mountain Water, một trong những chai nước hoa mà có lẽ là nó cũng không phải là một cái chai rẻ, nhưng mà cũng dính một tí lùm xùm bad code các thứ đúng không? Nó không thua kém gì Aventus rồi các bạn. Nếu mà các bạn đào sâu vào Silver Mountain Water là nó là không thua kém gì Aventus. Nhưng mà em cảm nhận cái ngày đầu tiên em được xịt mùi hương đấy, mình vẫn nhớ ngày đầu tiên mà mình không thích kể shop ha. Mà mình vào một cái shop nước hoa, ban đầu mình chỉ mua hộ thằng em một cái chết thôi các bạn. Cái chết bình thường thôi. Nhưng mà tự dưng hôm ấy anh cho mình xịt để mà mình trải nghiệm nít là gì. Thế bắt đầu tiếp cận nít là gì. Thì chai đầu tiên được xịt là Silver Mountain Water. Và mình nhớ rõ cái shot đầu tiên mà mình xịt ra là một cam thôi. Nó khác hoàn toàn với cái thế giới mà mình đã được trải qua từ trước đó đến giờ. Sau đó đi trên đường về, hôm đấy là mùa hè, nắng nóng rất là nóng. Nhưng mà mình xịt ra cái cổ tay áo khoác chống nắng này, xong rồi về nó cứ phảng phất mình. Đó là cái lý do vì sao mình có được nó. Thế là bắt đầu đó thì chắc khoảng 3 tháng sau em có tiền em mua nó rồi. Hồi đấy là em vẫn đi thực tập và em lấy thì số tiền thực tập đấy em mua. Kỳ đầu tư tầm 20 mấy mà chơi hẳn chơi nít, thế là ác chiến. Ngày xưa anh chỉ là một người chơi chiết thôi. Thì xong rồi em có đến bây giờ thì em có còn dùng không? Tất nhiên là vẫn dùng, thậm chí là mình có những con của 2001, 2002 mình vẫn có. Sưu tầm đi mua đến mức như thế. Cổ cao, cổ ngắn hay là đúng rồi. Quýt ngày xưa nó có những cái phiên bản đời rất là sâu. Vâng. Aventus là mãi về sau này. Aventus là để mà nói ra đời thì nó cũng phải 2010. Vâng. Sau còn những cái mùi hương như là Virgin Island Water hay những mùi hương khác thì nó ra đời lâu hơn. Và các bạn thấy là cái packaging của nó ấy cũng bị thay đổi theo cái thời gian, theo cái sự phát triển của cái ngành hương ấy. Ngày xưa anh cũng là một người sưu tầm khá là nhiều Aventus. Đấy, mẹ từ 11, 12, 13, 14, 15. Thì thực ra cái câu chuyện về bad code ấy nó sẽ chỉ hiện đúng diện rồi. Ở là Aventus thôi. Những cái chai nước hoa khác thì mọi người gần như là nó không quan tâm lắm. Mặc dù nó có chỉ với những người nào thực sự sưu tầm thôi. Nhưng mà để mà tính ra mà nói nhá, ở thị trường Việt Nam ấy thì Silver Mountain Water chắc là chai hot thứ hai đằng sau Aventus. Và cũng không có quá nhiều người sử dụng những chai nước hoa đấy. Mọi người đến bây giờ mọi người tìm Seishop Mephisto hơn. Thế thì trên góc độ của em thì em đã thử Mephisto rồi thì em thấy có sự khác biệt gì không? Thử tất nhiên rồi. Nhưng mà tại sao em lại chọn Silver Mountain Water? Thứ nhất là có cái câu chuyện ở riêng mình. Bởi vì mình ấn tượng với nó đó.
Thứ hai là hai chai đó thì open hơi giống nhau, nhưng mà write down sẽ khác nhau hoàn toàn. Một bên sẽ thêm về flower, hoa, bên hoa rõ rệt hơn, bám lâu hơn, nhưng mà Silver Mountain bám kém hơn, nhưng mà cái độ sảng khoái cho mình nhiều hơn nữa. Là mình một người thích những thứ ngai ngái một xíu. Cái gu nó hơi khác biệt. Cỏ. Thế thì bây giờ nhá, cái chai Silver Mountain của Water của em, nó còn là cái chai thuộc gu của em thời điểm hiện tại không? Hay đơn giản là tại vì nó là một chai quá ấn tượng ban đầu nên là em thích. Nó còn là gu không? Hay là gu bây giờ thay đổi rồi? Gu tất nhiên thay đổi rồi. Gu thay đổi đúng không? Gu thay đổi nhưng mà... Bởi vì nó là một câu chuyện của mình. Cho nên mình vẫn giữ và mình vẫn dùng. Nhưng mà bây giờ thì bây giờ là gu là gì? Anh kia biết rồi, Animalic ạ. Cái câu chuyện anh với em biết nó là câu chuyện của anh với em. Đó là Animalic mọi người ạ. Đấy là một nhóm mùi động vật, đến từ những mùi hương động vật. Thực ra thì tôi thấy một cái là dường như kể cả với những người đi trước, những người chơi đã đi trước nhiều tuổi hơn là các anh chị 8X, 7X, người ta luôn luôn có một cái giai đoạn đó là người ta chơi từ nhẹ xong rồi đến nặng. Cao. Bắt đầu đến Animalic kiểu hấp dẫn, quyến rũ. Khi mà cảm giác là ngoài cái nhóm mùi đấy là phải dành nhiều thời gian hơn nhé. Đặc biệt là với những anh chị 7-8X người ta cũng có cái sự đánh giá một cái vấn đề nó sẽ từ tốn hơn. Thì người ta sẽ thích tận hưởng những cái tông mùi Animalic để tìm ra những cái nét đẹp riêng. Thì anh thấy ai cũng dần dần cũng sẽ trải qua cái giai đoạn đấy nếu như mà chơi sưu tầm nước hoa. Đấy, thế hôm trước anh cũng chia sẻ là anh cũng khá là thích Animalic trong một thời điểm hiện tại. Mặc dù là người thì cũng có, nó có những cái mức độ khác nhau của Animalic. Đấy, thì gần đây em mua chai nước hoa gì? Gần đây mình mua Civet mọi người ạ. Civet là một chai mà tôi đã từng review rồi từ năm ngoái. Đấy, thời gian gần đây anh mua mất đi thì anh cũng đã kể rồi. Đấy, cũng đã ngay lập tức phải làm video. Mặc dù biết rằng là những chai nước hoa đấy thì mọi người quan tâm, nhiều khi mọi người sẽ đi tại vì ông kia đâu, ông ấy bảo mất đi ngon đấy, đi thử, nhưng mà anh cũng phải khuyên nếu như các bạn chưa dùng quá nhiều nước hoa thì các bạn không nên thử trải nghiệm Zoologist. Thì cái gu mùi hương rồi ai cũng sẽ thay đổi, giống như cái video hôm trước anh làm ấy, là ai cũng sẽ thay đổi thôi. Các việc là các công ty hương liệu hay là kể cả các nhóm mùi, các hướng làm mùi dần dần nó cũng sẽ thay đổi. Thì bây giờ chúng ta đấy là tìm hiểu một xíu về gu mùi hương của Hưng nhé. Bây giờ chúng ta sẽ đứng trên một cái góc độ là một người, có lẽ là một người edit, là một người làm sáng tạo nội dung về cái mảng này. Em có những câu hỏi gì cho anh không? Câu hỏi thì chắc không, nhưng mà hôm nay anh em mình sẽ ngồi nói chuyện về sự thay đổi, sự phát triển của kênh Kiên nói chung lẫn là phát triển về các nội dung xoay quanh nước hoa. Bây giờ nha, cảm nhận đầu tiên, tại vì anh cái này anh cũng chưa hỏi em là từ ngày mà anh em mình hợp tác làm việc với nhau thì cũng rất là tình cờ, đó là khi mà mình hồi đầu mình biết qua Hưng là edit. Thế xong rồi cái quãng thời gian mà khi mà bắt đầu công việc nó nhiều hơn với đối với anh và bắt đầu có nhiều mùi hương hơn thì anh cũng muốn là kênh nó phải chỉnh chu hơn. Dần dần làm lâu, cũng đến nay đã tầm hơn 4 năm rồi, làm thì cũng phải có cái sự thay đổi. Nên là mình đã tìm đến Hưng và đề nghị một cái lời là để Hưng edit những cái video cho anh. Thì cái ngày đầu tiên khi mà em tiếp nhận kênh của anh thì chắc chắn là em phải tìm hiểu qua một tí về cái hướng edit của anh đúng không? Hay là cái hướng là... Tất nhiên rồi anh Kiên ạ. Bởi vì là khi mà nguyên tắc của mỗi người edit hay của em nói riêng thôi, trước khi mà nhận một job thì mình phải xem tất cả các video từ trước đến giờ. Thì không skip bất cứ một video nào. Để mà mình nắm rõ cái vai, cái tinh thần của cái kênh đấy. Cái tôi của người chủ kênh đấy, khách hàng của mình, xem là họ đang ở đâu, đang muốn cái gì, họ đang inside bởi những cái người xem như thế nào. Thì mình sẽ bắt được những cái keyword, rồi mình từ những cái keyword đấy là mình sẽ giải quyết được bài toán là sẽ theo hướng gì, edit như thế nào và tiếp cận với đối tượng khán giả như sao. Bởi vì là chia sẻ rộng hơn cho mọi người biết, nó cũng liên quan đến nước hoa, là cái độ tuổi người xem hoặc người dùng nước hoa nó cũng sẽ một phần yếu tố quyết định đó, người đó sẽ thuộc những cái tuýp người như thế nào, họ dùng mùi gì hay họ xem những nội dung gì. Đúng rồi, họ có cái thói quen xem những nội dung ra sao.
Và cái đó là một cái thứ rất quan trọng, bởi vì độ tuổi nó còn phân, nó còn quyết định được cả cái thông tin mà mình muốn edit nhanh hay chậm nữa. Bởi vì một người trẻ, các đối tượng viewer trẻ độ tuổi 20 hay 18 hay 25 đổ về thì họ đã bắt đầu có cái mindset nhanh rồi. Họ có thể tiếp nhận cái thông tin cực kỳ nhanh. Nhưng mà cho một cái video mà tiếp cận nhanh như thế cho một người 30-40 tuổi thì họ cảm thấy uẩn. Các cái kiến thức vào nhiều quá, bị ngộp. Họ bị ngộp. Họ không theo được, họ không cảm được cái mood hoặc cái những cái thứ mà mình muốn cho họ. Cái này là cái mà tôi đã Hưng đã chia sẻ trong vài video đầu khi bắt đầu làm việc với nhau. Đó là Hưng bảo là em đang muốn cải thiện dần cái mood của anh nó nhanh hơn. Dạ. Khi mà cái kênh của anh cảm giác bị xem nó bị chậm, nó hơi bị người ta hay gọi là lê thê, đúng không? Thì cái thời điểm đầu ấy, lúc anh làm, tại vì bây giờ nhá, anh làm cả hai nền tảng, là thứ hai bây giờ làm cả ba nền tảng, bốn nền tảng, là từ YouTube vẫn là cái mà anh đầu tư nhiều nhất, xong rồi đến Facebook Reel, đến TikTok, hiện tại có cả Zalo nữa, Zalo Video nữa, thì mỗi một nền tảng, thực ra thì không phải mỗi nền tảng mà cái nền tảng nhanh là những cái nền tảng mà xem cái dạng video ngắn ấy. Thì bây giờ các bạn có thể xem là bên kia về bên này là khác hoàn toàn nhau luôn. Anh chỉ coi cái bên kia nó như kiểu một cái phễu lọc ấy. Để cho bạn nào có nhu cầu xem kỹ hơn thì các bạn có thể chuyển qua đây. Nhưng mà anh vẫn muốn một cái góc nhìn từ ban đầu là em đánh giá kênh anh ban đầu là một kênh như thế nào. Cảm giác cái mood ra sao, cái nội dung truyền tải và cái hướng làm như thế nào. Dựa trên một cái góc nhìn của người làm nghề, là người edit, thì em cảm thấy anh Kinh, khi mà mình được nhận lời từ anh Kinh thì mình xem thì cảm thấy mình không theo được. Bởi vì bị chậm quá. Bởi vì mình xem, không phải mình xem nội dung nhanh nhá. Vì mình đã xem quen với các cái sản phẩm mình làm, hoặc là những cái nội dung ở trên các cái gọi là không phải nền tảng á, cái lĩnh vực khác. Ví dụ như công nghệ đi, thì công nghệ sẽ nhịp rất là nhanh, các thông tin đưa ra thì mình đã quen với những cái vai đấy rồi. Thì khi mà xem anh Kiên kiểu nó hơi bị chậm quá xuống, thì dựa trên cái góc độ của người làm nghề thì họ cũng cảm thấy là sao chậm thế nhỉ. Thì thông tin có thể nhanh hơn được không? Bởi vì khi mà thông tin nhanh hoặc chậm ấy, nếu mà nó ở đủ, nó không nhanh quá, không chậm quá, thì nó vừa, nó hợp lý. Khi mà bị chậm quá không được, mà nhanh quá không được, thì khi mà mình nhận anh Kiên thì thời gian đầu khá là chậm. Các cái ảnh rồi B-roll, A-roll không có, chưa có, rồi mọi thứ nó vẫn là ở trên góc độ là anh nói thôi. Chưa có thông tin, cái dữ liệu nó cũng rất là ít, đặc biệt là ở mảng này nhá. Tại vì thực ra thì chia sẻ là cũng từ ban đầu anh cũng là người tự dựng, nên là nó cũng không có cái hơi hướng. Thứ nhất là nó vẫn mang cái là tự làm tự ăn, kiểu như thế. Và sau này thì khi mà tôi bắt đầu làm việc với Hưng thì bắt đầu tôi chuyển sang là tôi cũng gửi cho Hưng những cái tài liệu mà tôi có được. Những cái tài liệu đấy thì anh nghĩ là tìm nó cũng khá khó, tại vì là nó vẫn mang cái tính đặc thù khá là nhiều, ngách luôn. Vì ví dụ chỉ nói về, ví dụ nói về đồ ăn thì ok nhá, nhưng mà nói về những perfumer hay là nói về lịch sử của những nhà hương, hay là mình chỉ nói đơn giản là những cái video quay hoa thôi chẳng hạn nhá. Quay hoa thì rất là khó để có một cái kênh nào quay hoa thực sự đẹp, mà chỉ có thể tìm ở trên những cái kênh như là của những cái tập đoàn như là EFF này, Simrai hay là Firmenich, thì nó mới có những cái video làm về những cái số nguyên liệu, thì mình mới có thể lấy được từ đấy ra. Thì cái này là tôi cũng chia sẻ với Hưng để Hưng có thể có những cái nguồn. Và các bạn cũng thấy rằng từ những cái video khoảng tầm 1 năm đổ lại đây, thì những cái kênh bắt đầu, những cái video nó có nhiều những cái B-roll, những cái A-roll, để cho mọi người có thể nhìn vào, mọi người xem, mọi người đỡ bị nhàm chán quá. Vì cái hướng xem của người Việt ấy, nghĩa là người ta sẽ không có cái xu hướng là ngồi xem một ông nói từ đầu đến cuối, mà thích xem hình ảnh, cái sự mới mẻ hơn. Đấy, thì đấy cũng là một cái mà ban đầu hai anh em cũng khá là khó khăn, đặc biệt là về cái phần nhịp độ nữa, đúng không? Nhịp độ cũng rất là khó. Nhịp độ tôi cũng cố gắng, tại vì thực ra mình vẫn trên một cái là như kiểu là tôi ngồi nói chuyện với các bạn, nhưng mà để một người editor làm sao mà
giữ được cái vai ngồi nói chuyện như thế, lời câu từ nó vẫn ổn nhưng mà lại có thêm những hình ảnh thì nó khá là khó. Rất khó đấy. Bởi vì làm sao nhỉ, khi mà các kênh hoa cả thế giới luôn, em cảm thấy là họ vẫn đang đơn giản quá. Và đây không phải là mình tự nhận mình hay tự nhận anh Kim này hay là bất cứ hệ sinh thái nào mà mình đang làm việc. Nhưng mà gần khoảng nửa năm gần đây thì nếu mà các bạn tinh ý thì các cái video của mình dựng cho anh Kiên hay là dựng cho các anh chị khác ấy, nó cũng mang hơi phức tạp hơn một xíu. Có những cái thứ mà video mình không tìm được thì mình phải tự làm animation, tự làm hoa rồi tự mua những cái 3D về xong rồi mình tự làm animation để mà cho người khán giả hiểu được là nó như thế nào. Cộng thêm với đó là thẩm mỹ lên. Thì cái đấy là em muốn là truyền tải được cho mọi người là cái nước hoa khó một cái là họ không sờ được. Đúng rồi. Họ không nhìn được. Thì mình phải làm sao đó, mình phải cho người ta một cái góc nó hơi ảo một tí để mà người ta tưởng tượng ra cái câu chuyện đó, người ta có thể liên tưởng được đến cái cảm xúc của đúng rồi. Họ thì mình sẽ phải làm cố gắng làm hết mình để mà cho những cái câu chuyện story nó đi theo một cái vai đúng với cả những cái người đang làm chủ kênh như anh Kiên. Cái này thì các bạn cũng có thể xem cả kênh Kim Dung Vita hay là kể cả kênh của anh Huy Phonix cũng thế. Các bạn thấy là những cái màu sắc của hai kênh nó rất là khác nhau. Gần như là mọi người nhìn mọi người sẽ không biết là từ một editor đúng không? Vâng, thì mỗi người sẽ có một vai khác nhau. Ví dụ như anh Kiên là anh sẽ tự sự, anh sẽ nói chuyện với các bạn một cách gần gũi. Rồi chị Dung sẽ là hơi thơ thơ một tí, bay một tí. thì cái vai của hai người hay là anh Huy thì nó hơi hài một tí. Nó hơi tiếp cận đông hơn bởi vì là anh Huy còn ngách hơn anh Kiên bởi vì chỉ có dạng rất là cao cấp rồi thì phải làm sao mà nó dễ tiếp cận nhất. Thì như anh Kiên thì mình định hướng cho anh Kiên gần đây là story, chỉ có câu chuyện. Từ những perfumer, câu chuyện đằng sau, câu chuyện hãng nó thành lập như thế nào, nước hoa đó như thế nào. Thì mình sẽ dựng theo kiểu là story, tài liệu như kiểu một bộ phim tài liệu với các bạn. Các bạn có xem gần đây nhất là các số như kiểu Zoologist hay là Ghét Lăng, có Ghét một cái số anh là Hưng làm cho Ghét Lăng. Pan Halligan đấy. Đấy, thì đấy là cái hướng mà mỗi người sẽ chọn hướng đi khác nhau. Đã. Ví dụ khi mà anh thấy rằng là cái vấn đề mà lịch sử của các thương hiệu hay là các perfumer ấy, mọi người đang ít đào sâu. Khi bắt đầu anh đi theo cái hướng đấy thì cái hướng đấy nó cũng đồng nghĩa với việc là Hưng phải đi tìm nhiều hơn tài liệu về những cái đấy. Mà các bạn biết rồi, có những cái thương hiệu nó cách đây 100 năm thì những cái thông tin ghi chép lại nó cũng rất là ít. Ví dụ như bây giờ chúng ta tìm những cái như ở ông Francis Cushion chẳng hạn nhá. Ông tìm trên năm 40 lên mạng đầy video đẹp luôn. Nhưng mà bây giờ để bảo tìm những cái mùi như cả mùi của Zicky chẳng hạn nhá. Thì Salima bây giờ lên mạng gần như các bạn không thể nào có được những cái đấy luôn. Mà để có được những cái video đâu đó chỉ rơi vào tầm 10 phút thôi. Mà từ cái người làm như mình viết nội dung, tìm hiểu những thông tin để làm sao nó nhiều góc độ nhá. Mà để anh còn phải có một cái nữa là những cái content anh lên anh còn phải đi xác thực cái thông tin đấy có phải đúng hay không. Anh còn hỏi những người làm ở trong xong rồi, xong rồi anh bắn cho Hưng. Thì qua đấy thì bọn mình cũng sẽ luôn luôn có một cái là tôi thì bao giờ cũng lên nội dung xong rồi tôi quay xong thì gửi cho Hưng sẽ edit. Hưng edit xong thì gửi lại thì một lần nữa nó là một cái cách mà mình xem lại xong rồi tôi khi mà đăng video lên nữa thì tôi lại lên tôi xem lại lần nữa thì một cái sản phẩm ra mất đâu đó khoảng tầm 3 đến 4 lần xem ấy. Đặc biệt là những cái thông tin mà thực ra thì cái cách làm như vậy ấy, nó cũng là một cái hình thức để học đúng ạ, để đọc những cái mới đúng không? Em có phát hiện ra những cái gì mới từ khi bắt đầu làm kênh của anh không? Có chứ ạ. Mình biết nhiều perfumer mà ngày trước mà mình sở hữu những chai của họ pha mà mình không biết gì luôn. Và mình rất là buồn cười, đấy không phải cái duyên hay không mà có một perfumer làm mùi Festival Exhale của em ấy. Mình sở hữu 3 chai của ông ấy làm ấy. Đấy. Và đều có gu của mình hết rồi. Thế là mình không biết đúng không? Và mình không biết. Cho nên là một cái lời khuyên là hãy đi theo perfumer.
Ừ đấy, giống cái câu chuyện hôm trước nói là đi mua nước hoa, mua các sáng tạo theo perfumer chứ không nên mua đi theo thương hiệu. Thì lúc mà bắt đầu tôi có cái xu hướng là làm như vậy thì bắt đầu tìm hiểu sâu hơn. Thì cái tự nhiên một cái phần là tính anh cũng là một người thích tò mò, anh thích tìm hiểu những cái mới. Thì bắt đầu mình lên, ngoài cái việc là mình làm nội dung ra thì cũng thực ra thì mỗi buổi sáng hoặc là buổi tối ngồi live nữa thì cũng chia sẻ những cái đấy, nó là một cái thức làm mình nhớ lâu hơn so với những cái đấy mà cảm giác là mọi người xem mọi người cũng thích thú hơn. Tại vì là cái giá trị của một chai nước hoa nó không chỉ nằm ở mỗi mùi hương, nó còn nằm ở những cái câu chuyện, nó còn phản ánh cái xã hội và cái nền kinh tế ở trong thời điểm đấy như thế nào nữa. Thì có những cái gì mà Hưng gặp thấy khó khăn ngoài những cái vấn đề trên không? Về mặt gì ạ? Về mọi thứ, ví dụ như ở cái thời kỳ đầu hoặc là những cái chắc là có khâu tiếng Anh. Ừ, những cái thứ mang gọi là ngoại ngữ. Ngoại ngữ chắc là khó nghe đúng không? Không ạ, ngoại ngữ tiếng Anh không phải đâu ạ. Anh kiên bằng tiếng Pháp ạ. Nếu bằng tiếng Pháp thì cũng không phải là giỏi hẳn nhưng mà khó tìm đúng không? Mọi người ạ, nếu mà nghe tiếng Anh quen thì dễ tìm lắm. Ừ. Nhưng mà anh kiên anh đọc tiếng Pháp thôi. Anh ơi, mình nhấn, anh ơi, anh đọc gì đấy? Ừ, anh đọc gì đấy? Hay là những cái số đi phỏng vấn ấy, những cái số đi phỏng vấn mà chẳng may có góc nóc nhà của anh đi phỏng vấn ấy, thì cái khâu mà tôi phải làm về đó là tôi lại phải nịnh góc nóc nhà của tôi, là bây giờ là xem lại video để viết text. Như hôm trước là vừa làm số Nasos về Herod đấy, là phỏng vấn 3 người nước ngoài. 3 người. Phỏng vấn 3 người nước ngoài. Tại vì cái góc nhìn từ một người nước ngoài nó cũng ít nhiều, mình phỏng vấn mình cũng thấy rằng là người ta có một cái gu hơn. Với lại người ta có cái trải nghiệm mùi hương kỹ hơn. Bởi vì họ có môi trường. Đúng rồi, họ có môi trường phát triển mũi rồi. Thì cái đấy cũng là một cái mà mình muốn cho mọi người thêm một cái góc nhìn nữa. Nhưng mà để những cái tech như thế, tại vì tôi không giỏi tiếng Anh, tôi giỏi tiếng Anh thì tôi đã ngồi tôi phỏng vấn ngay rồi. Thì tôi lại phải nhờ nóc nhà lại ngồi viết tech, xong rồi lại gửi tech cho Hưng, xong rồi để Hưng chèn tech vào. Đấy là một cái rất là khó của những cái vấn đề là khi mà bắt đầu kiểu kết hợp với nhau. Tại vì nếu mà một người làm ấy thì một người sẽ có thể đồng nhất được. Đúng. Tất tần tật. Nhưng mà đây là hai người, riêng hai người thôi là một câu chuyện cực kỳ khác nhau. Và một cái khó nữa các bác biết là gì không ạ? Đó là làm sao để mà mình phân định được tất cả các kênh mình đang làm, để phân định rõ cái vai khác nhau. Bởi vì đôi khi mình bị quen thói quen này. Đúng. Mình bị nhầm vai ấy. Đúng rồi. Và mình khi mà mình cảm thấy hơi là người mà mình kiểu níu lại để mà lý trí xử lý nhiều hơn. Bởi vì kiểu tỉnh táo hơn. Đôi khi mà mình dựng các clip của anh Kim về story ấy, thế mình cứ bị cuốn vào cái story rồi. Mình cứ đi tìm, mình cứ làm animation rồi các thứ. Thế là bây giờ một tuần này em dựng bao nhiêu video, bao nhiêu kênh? 3 kênh à? Cả 3 kênh ạ. Cả 3 kênh. Đó. Một tuần thì dựng tôi 2 video. Đấy, trên TikTok là tôi tự dựng, TikTok là tôi kiểu mẹ cắt tôi nhanh. Còn YouTube là tôi tự là Hưng dựng. Một tuần là 2 cái. Có những kênh kia một tuần chắc 1 à? Không ạ, kênh chị Dung cũng 2. Cũng 2, đấy. Thì làm sao để kiểu nhập tâm, đóng nhiều vai. Đóng nhiều vai. Mà có một cái rất là hay đó là khi mà một cái nội dung có thể là mình làm theo cái hướng tự sự, nó không như kiểu Dung thì có thể là một cái nội dung nó lên gọi là rõ ràng từng lời đúng không? Từng câu, từng chữ. Nhưng mà như tôi làm tự sự, kể cả cái số podcast ngày hôm nay, bọn tôi chỉ lên một cái lead gạch đầu dòng thôi. Còn bọn tôi sẽ phát triển theo cái hướng nói chuyện như thế nào. Đấy, thì cũng có thể có những cái câu nó bị thừa. Nhưng mà có một cái anh rất là ok đó, và cái vấn đề là những cái câu thừa đấy nó không xuất hiện ở trong những cái video khi mà ra thành phẩm. Tất nhiên rồi, bởi vì là khi mà một người editor thì người ta phải nghe thông tin và chất lọc về cái thông tin đấy có cần hay không. Những cái cú vấp của mình phải cố vấp nào cố tình mà mình phải biết là cố tình đấy. Mà những cú vấp nào mà họ không phải cố tình mà họ chỉ nói sai là mình phải xóa. Thì mình phải khi mà làm nghề lâu thì mình biết là câu phải cố tình hay câu cảm giác là tôi thuê editor là hợp lý. Nhưng mà bây giờ nha, rất là mong muốn các bạn feedback lại ở phía dưới. Các bạn thích clip nào nhất từ một năm trở lại đây thì các bạn comment. Em muốn hỏi anh, số nào anh thích nhất? Số nào anh thích nhất á? Thực ra mỗi số nó sẽ có một màu. Nhưng mà hiện tại thì cái chuyên mục đi. Nếu mà để lấy chuyên mục đi. Em muốn là một số mà anh thích nhất. Một số mà anh thích nhất á?
cái đấy rất là khó. Bây giờ hỏi số nào, hỏi những cái đoạn nào trong video mà anh không thích là anh sẽ có. Tại vì là ví dụ có một cái đó là nếu như ông nào mà xem những cái video TikTok của tôi hoặc là xem những cái video tôi edit từ ngày xưa ấy, thì cái vai, cái hình ảnh mà cái phong cách ăn mặc ấy, thì hiện tại cái phong cách ăn mặc mà Hưng cho vào những video nó có vẻ thế là cũng là sự nam tính, là đúng cái yêu cầu là mặc vest nhưng mà nó không có toát được sự nam tính nhá. À vâng, các bạn. Mà chủ yếu là tóc dài á, nó không phù hợp. Các bạn ạ, để mình phản biện anh kia. Ừ. Bởi vì là tìm bi-rôm rất là khó các bạn. Bi-rôm pi thì nó chỉ thế thôi. Bi-rôm mất tiền thì nó cũng là người châu Âu. Còn người châu Âu với người châu Á mình thì cái phong cách mặt cũng sẽ khác nhau. Tìm mọi mắt thì nó cũng chỉ có thế thôi. Bây giờ nhá, tí nữa anh về anh gửi cho em mấy kênh về nam giới, em có thể cắt được video mà em không vấn đề bản quyền. One Double Street nhá. Đúng rồi, cái vấn đề bản quyền là một vấn đề rất quan trọng các bạn. Các bạn chỉ cần lấy một cái của một YouTube khác thôi, mặc dù nó khóc nha. Mà đi ăn bản quyền luôn. Nhưng mà có một cái là hôm trước có cái lỗi như này là Hưng sử dụng một cái video của một cái kênh khác đúng không, vào cái kênh của Kim Dung à, xong ăn ngang gậy. Nhưng mà cũng sử dụng một kênh của tôi thì lại không dính. Tại vì tôi ở trong net. nên là cái khả năng đánh gậy của tôi nó cũng bị ít hơn. Nên là em cứ kênh anh em cứ chơi tẹt đi em. Không quan trọng đâu. Kênh anh thì có người chống lưng. Đấy. Thì ví dụ nha, có một cái đó là về cái vấn đề là khi nói về cái phong cách ăn mặc theo cái kiểu suit up chẳng hạn, nam tính, thì thường với anh nếu như anh định hình suit up là sẽ rất là nam tính. Nhưng mà có một cái là những cái video của em khi anh nói về suit up ấy, thì em lại cho những anh chàng kiểu hơi kiểu tóc tai hơi dài, cảm giác nó không được sự nam tính. Đấy là một cái. Các bạn, tóc cũng là. Thì đấy là cái màu của editor à? Đấy cũng là ảnh hưởng ấy, bởi vì phong cách của mình xem hàng quốc nhiều anh. Ừ đấy. Thì bởi vì là cũng là suit up nha. Ừ. Châu Âu nó sẽ là gọn gàng. Ừ. Nhưng mà kiểu của Hàn Quốc cũng sẽ hơi bay vì tí. Đúng. Đôi khi là mình không make sense được cái. Đúng rồi, đấy cũng là một cái mà không thể nào hiểu nhau hết được. Khi mà hai người làm là đã không hiểu nhau rồi. Thì đấy, qua đây là ông mày phản ánh phản ánh về cái vấn đề đấy. Ok chưa? Okay. Bây giờ thì... Thích, vẫn kiểu thích các bạn. Thực ra thích thì anh thích cái hơi hướng edit theo cái kiểu story của Hưng. Là những cái chuyển, những cái bức tranh, những cái bức ảnh chuyển thể như là cái video tempo. Là anh thấy ok. Từ cái video đấy đi là làm anh có xu hướng là thích làm story nhiều hơn. Chính xác các bạn, bắt đầu từ tempo là mình thay đổi hoàn toàn cái cách edit của mình luôn đấy. Bởi vì sao? Bởi vì là mình muốn làm hơi hẳn lên một xíu thôi. Hơi ạt tí. Hơi ạt một tí, hơi nghệ một tí. Đấy. Và anh còn nhớ không, khi mà anh em mình mới làm việc thì tất cả các viewer anh đều comment là ui, khác quá rồi. Đúng rồi. Tôi đang xem ông Kiên khác bọt thế, cảm giác bây giờ bắt đầu kiểu xịn xò hơn, thậm chí rằng là nếu mà này họ thì... không quen với cái việc đấy anh ạ. Mà dần dần thì mình cảm thấy họ đang đấy. Thế nên là các ông nào mà có xem được video mà thấy đoạn nào nó hơi gọi là tâm đắc một tí thôi thì nhớ là bình luận cho hai anh em tôi để vì những cái nội dung đấy là bọn anh em tôi kiểu rất là cố gắng để mang đến truyền tải. Không anh kia đâu, mà nếu mà các bạn biết thì có những cái scene chỉ vài giây thôi mà mình mất một đêm rồi. Mình làm animation, mình render. Xong rồi mình lại link lại sang Premiere, mình kể nó là rất, chuyện đấy. Rất là mất thời gian nhá. Còn không phải là tại vì là có nhiều mùi hương ấy, nó không có cảm hứng. Nó đặc biệt là những nhà designer ấy, nó không có quá nhiều câu chuyện để kể, nên là các bạn có thể thấy là có một vài video nó có theo hướng là kiểu cứ tằng để như kiểu là cho xong chuyện ấy. Tại vì là các bạn cũng quan tâm quá nhiều, đặc biệt là những con clone nhá. Thì thường như không có câu chuyện là các bạn sẽ không có những cái ạt đấy. Thậm chí quay quảng cáo không có. Rất không khó có cho luôn. Mình. Kể cả những cái sản phẩm mà để quay lên là cũng gần như không có, hoặc là đi góp nhặt từ những cái kênh cũng review khác. Thì nó là một trong những cái nó không hay lắm, nhưng mà đấy vẫn là một cái mà để mà nói đến là cái xu hướng sử dụng của nước hoa. Đúng. Đấy, xu hướng là bây giờ clone ở Việt Nam mình thì thu nhập nó chưa thực sự cao. Nên là các bạn có thể các bạn xem những cái video về những nít chẳng hạn các bạn rất là thích,
Nhưng mà để mà bảo các bạn có tiền mua, nó là một câu chuyện khác. Thích và xem để đấy thôi. Còn thị trường vẫn phải ứng dụng thực tế. Thực ra thì mỗi người sẽ có một nhu cầu khác nhau. Như anh kia là sẽ về performer, sẽ đi theo performer nhiều hơn. Còn mình sẽ đi theo câu chuyện nhiều hơn. Nó không có sai nữa. Nó là cảm nhận của mỗi người. Nhưng mà bây giờ nhá, ở trên góc độ là một editor đúng không? Thì ngoài cái việc là em phải follow theo anh để có được một cái flow nó chuẩn, thì em có cập nhật thường xuyên những cái trend, những cái xu hướng hiện tại không? Thực ra là có ấy ạ. Bởi vì mình đã làm dịch vụ mà các bạn, mình cũng phải xem. Mặc dù mình không thích cái nền tảng kia đâu, mình vẫn phải bắt buộc xem một ngày phải một tiếng. Nhưng mà mình biết là cái câu chuyện này nó đang xảy ra. Họ edit như thế nào, họ kể câu chuyện của họ như nó thế là nào. Cái để học tập. Vâng, thì mình cũng phải xem là. Mà thậm chí những cái dở mà mình vẫn phải xem để mà mình tránh. Cho nên là hiện tại nếu mà về, mình cũng rất may mắn là mình cộng tác với anh Kiên, cộng tác với các anh chị khác đều là những người có background về nước hoa khá rộng, khá là lâu. Thì cái vấn đề mà mình không thích, không bị làm, không phải làm những cái content bẩn ấy, nó cũng sẽ làm cho em vui hơn, em sẽ edit một cách nó happy hơn. Có một cái mà anh nhận ra là dần dần cái sự chuyển dịch nó bắt đầu có rõ ràng, đó là khi mà content bẩn nó chỉ xuất hiện trên TikTok thôi. Trên cái nền tảng nhanh. Thực ra thì YouTube có rồi nhưng mà YouTube sập rất nhanh. Đúng rồi. Thật ra nếu mà các bạn, thứ anh thấy YouTube nhá, là nó sẽ chuyển đổi theo cái kiểu là từ TikTok nhảy sang. Nghĩa là người ta làm tài nguyên từ TikTok xong rồi nó đổ sang bên kia để đăng cho có thôi. Thực ra thì mọi người á, nếu mà mọi người biết thì cách đây 2-3 năm thì cũng có trend là thử thách 24 giờ ấy. Nó cũng làm ra mà mà nó trôi qua rất nhanh. Bởi vì là cái môi trường của YouTube nó sẽ, cái luật của nó chặt chẽ hơn TikTok rất nhiều. Cái người xem cũng khó tính. Sai là sai và đúng là đúng. Chứ em thấy luật TikTok hơi bị nhiều. Nhưng mà đôi khi có những cái content mà nó vi phạm luật rõ rành rành, chửi bậy rồi content bẩn nó vẫn lên xu hướng. Xong rồi mình làm content sạch thì mình bị đánh gãy. Và mình cũng không biết là bị vì vấn đề gì. Cái đấy là một cái mà cái đấy là cái mảng rộng hơn. Còn nếu mảng ở nước hoa thôi thì dần dần là chúng ta cũng thấy rằng là cái nền tảng YouTube là cũng không có quá nhiều người tồn tại ở mảng nước hoa, ở mảng YouTube. Dần dần chỉ có một vài cái tên quen thuộc thôi. Nhưng còn TikTok thì sang TikTok thì bạt ngàn luôn. TikTok thì vô vàn. Em không nhớ đâu ạ. Ôi, TikTok thì phải nói là khủng khiếp những content luôn. Mà bây giờ cái xu hướng mọi người dùng, mọi người xem content ở bên TikTok quá nhiều. Đấy, và mọi người mất đi một cái thói quen là, thực ra thì từ hồi TikTok phát triển ấy, anh cũng nhận ra một điều là cái view của anh bị giảm. Giảm hẳn luôn. Giảm ở đây thì vẫn sẽ có những người rất là thích xem những nội dung dài. Người ta sẽ muốn tìm hiểu kỹ một cái mà người ta quan tâm. Còn nếu mà người ta không quan tâm thì người ta sẽ không xem. Còn ở bên nền tảng bên kia thì gần như rằng là mọi thứ nó kiểu nhanh. Tiếp cận mọi thứ, tôi chẳng qua tôi xem ông mất mấy phút thôi cũng chẳng vấn đề gì cả, đúng không? Chứ bây giờ xem riêng thì nói câu chuyện là xem YouTube thôi, mà bây giờ phải xoay ngang cái điện thoại ra cả nó lại làm câu chuyện khác. Thay vì bây giờ cứ ngồi gạt như thế này. Thực ra thì cũng là nói chuyện nước hoa đi ra, nói chuyện xoay quanh nước hoa thì cái sự xem nhanh ấy, nó cũng bị ảnh hưởng đến cái lòng, cái thói quen gọi là gì nhỉ, mình nhanh chán hơn. Nó tăng cái dopamine của mình lên liên tục. Nghĩa là khi mà mình xem một cái nội dung, tại vì về cơ bản theo nhanh đọc thì con người khá là tò mò, thích thú cái mới. Thích thú cái mới thì chúng ta sẽ tiết ra những cái chất để có thể làm cho chúng ta hưng phấn. Đấy, thì khi mà chúng ta xem những cái mới, nghĩa là nó tăng lên liên tục, thì cảm giác là chúng ta sẽ không có khả năng kiên trì hơn với những cái khác. Đấy là cái mà khi mà nói thật là TikTok nó là một cái mảnh đất rất là màu mỡ để cho các content creator tiếp cận người này, kiếm tiền, thêm follower. Nhưng mà có một cái là mình nhìn chung quy lại thì YouTube nó vẫn là một cái có lẽ là sẽ là một nơi dài hơi hơn. Đấy, không biết là mọi người nghĩ như thế nào. Vì tôi làm cả hai nền tảng, nhưng mà khi mà tôi làm ở hai nền tảng thì tôi cũng là hai con người khác nhau luôn.
Thế em muốn hỏi anh Kim một câu hỏi thôi. Gần đây em thấy được là có vài kênh, mình không tiện nhắc tên nhưng mà có vài kênh họ làm nội dung khác nhưng mà họ vẫn phải liên quan đến nước hoa, họ mượn nội dung khác để kéo traffic về nước hoa. Thì vậy theo anh Kim, giữa cái góc nhìn một reviewer về nước hoa thì đấy có phải là làm content về nước hoa hay không? Thế là mình sử dụng một cái nội dung hoàn toàn khác để mình ví dụ đi phỏng vấn mọi người các thứ rồi mình tặng nước hoa PR về shop thì thực ra thì nếu mà đứng trên góc độ là một reviewer thì kênh này nó không có giá trị về review. Hoặc là có chăng nó sẽ làm cái giá trị nếu mà trong cái video đấy người ta cho cái quan điểm là cho cái cảm nhận về mùi hương ấy thì nó vẫn sẽ là một cái góc nhìn ở một cái mảng nhỏ thôi, có nghĩa là người ta sẽ có cảm nhận của những số đông thế thôi, còn không có những cái thông tin về thương hiệu, về tất cả mọi thứ, mà đấy mới là những cái thứ mình nghĩ là cần thiết về lâu dài. Còn ở trên góc độ là một content thì đấy lại là một câu chuyện hoàn toàn khác, nhưng mà chúng ta phải nhìn vào là đấy là số view quá khủng khiếp, toàn triệu thôi các bạn, 5 triệu, 7 triệu, thì nó là cách tiếp cận. Thì anh cũng đặt một câu hỏi là những kênh như vậy thì họ sẽ đứng theo góc độ là một người kinh doanh hay là một người làm còn sáng tạo nội dung đấy, tại vì nếu như họ nghĩ rằng họ là một người làm sáng tạo nội dung thì họ đã đạt được những cái thành quả rất là tốt, đúng không? Yes. Những cái video triệu view mà thậm chí là hàng chục video sát nhau triệu view luôn. Vâng, đấy. Video mà cũng triệu view mọi người. Thì nếu mà đứng trên góc độ là content creator ấy thì làm nội dung như thế là rất là tốt. Như các ông xem TikTok của tôi, đặc biệt là những cái TikTok liên quan đến cái nguyên liệu nhá, đến cái câu chuyện thương hiệu hay là tất cả những cái thứ nó liên quan nặng nề, hơi nặng một tí về kiến thức cái thì view sập luôn. Đấy. Bởi vì em thấy là cái việc xem lướt nhanh ấy, nó cũng để lại cho người xem một cái thói quen xấu ấy, là họ không kiên trì được. Đúng rồi. Họ chỉ mất 3 giây thì họ lướt thôi. Vào có một cái biết là và gì. Và nó cũng ảnh hưởng đến nước hoa anh ạ. Họ không kiên trì được, họ vội mua vàng. Đúng và rồi. Sai lầm thì nó sau đổi tại cho các reviewer là thằng này không biết gì. Review, cấu view, rẻ tiền, nhưng mà các bạn ơi, các bạn xem hết, các bạn phải xem nhiều. Cùng ví dụ mua một chai nước hoa, em sẽ xem các kênh luôn để mà em xem là cái cốt lõi là nó là cái gì. Hay em mua một sản phẩm công nghệ thì em cũng phải xem. Đúng rồi. Từ anh Vinh Vập Vờ rồi chị Ngọc Đúng Vy, kênh. Cái thứ mọi người như anh thế, hay là anh rất thích những ý kiến trái chiều ở trong một cái video. Tại vì nếu như là một thứ mà tất cả mọi người đều YOLO lên, đều vỗ tay vào thì chưa chắc nó đã là một cái sản phẩm thực sự tốt. Nhưng mà có ý kiến trái chiều đấy mới là cái tốt. Nên là anh cũng có cái đề bài. Anh có một cái thói quen, tại vì 100% chúng ta ngoài kia 10 người hay 100 người đứng cạnh nhau không ai đồng ý kiến với ai cả. Đây là điều chắc chắn. Chúng ta có thể đồng ý kiến với vặt một vài người bên cạnh thôi, còn 10 người đồng với nhau không thể nào đồng ý kiến được. Nên là cái vấn đề mà không có bình luận trái chiều nó là một cái vấn đề đặt dấu hỏi rất là lớn. Không có cái bình luận trái chiều tức là kênh đang không có ai xem, không phát triển. Nó cũng là một cái. Đúng rồi. Như kênh anh ngày xưa cũng thế thôi, về cái việc phát triển nội dung như thứ nó cũng nhờ đến được bây giờ là cũng nhờ người xem. Khi mà người ta bình luận, người ta chia sẻ rất là nhiều thứ để mình có thể đấy là cái vấn đề của mình, hay là đấy là cái vấn đề của đám đông mà đám đông đang cần phải giải quyết. Đấy, nhưng mà có một cái nữa đó là khi mà mình xem một cái nội dung nhanh ấy, thì khi mà chúng ta tiếp cận quá nhiều thông tin nhưng mà chúng ta lại không có cái khả năng chắt lọc, sàng lọc, phản bác, cái đấy rất quan trọng, tư duy ngược, thì dần như là tất cả mọi người điển hình như là ví dụ lướt 10 cái video nước hoa, 10 cái video khen Việt Nam sốt, đúng không? Đấy, các bạn xem một cái video đi phỏng vấn phát là các bạn thực chiến luôn. Chiến luôn, trắng luôn. Đến mình chia sẻ với cả, nếu mà anh có bảo người xem ở trên kênh của anh là nếu như các bạn xem cái đoạn mà người yêu tôi nói đến anh ấy, người yêu tôi còn tưởng Nasốt đang thắng. Lúc mà phỏng vấn hai người nước ngoài còn đang tưởng Nasốt đang thắng nhá. Mà thực chiến là Herod giành chiến thắng. Đấy là một cái mà thực ra thì anh chả được cái lợi gì về cái việc là anh sẽ có nhiều người nghĩ sẽ có nhiều người nghĩ rằng ông ấy búp Herod hay là ông ấy búp cho những cái chai như kiểu Black Phantom hoặc Adele. Nhưng mà cái vấn đề là mình là một người trung gian ở giữa thì kể cả
mình có là một người tiếp thị liên kết affiliate ăn hoa hồng thì sản phẩm nào thắng thì mình đều được mà. Đúng rồi. Đúng không? Thì đây mình làm cho cái góc độ là mọi người có thể nhìn thấy cái sự thực ở ngoài kia. Mặc dù những cái mùi được tung hê lên, anh khen rất nhiều, có nhiều mùi mà em edit đúng không? Anh khen là anh thích, mà mình em nói trước video luôn là tôi nghĩ là cái này là chiến thắng, nhưng mà đến lúc đi phỏng vấn là thua. Thậm chí là có những cái mùi mà anh kinh khen xong rồi mình sửa xịt nó không hợp. Đấy là mỗi người một quan điểm. Cái mũi của các bạn, cái kiến thức của các bạn, cái gu của các bạn không phải là tất cả. Đúng rồi. Không thể nào mà phủ tất cả mọi người được. Bởi vì là các bạn thích ví dụ như là na sốt cả. Nhưng mà na sốt nó không cái, gu đâu, cái, số đông cái mà mình cũng nhìn thấy là ví dụ khi mà một phần là vì giá tiền cao hơn. Cái thứ hai đó chính là cái việc là những người mà người nước hoa của mình ngoài kia, những người mà tình cờ đi qua mình hay những người làm việc với mình, chưa chắc họ đã là một người dùng nước hoa và họ chưa tiếp cận được đến cái mức như cái mũi như thế. Bởi vì là mũi của một con người nó sẽ phải phát triển lên, đúng không, thì nó mới cảm thấy là hay được. Thì đấy là cái vấn đề mà một cái góc nhìn cực kỳ rõ rệt. Em có biết là hai cái bạn nữ nước ngoài bạn ấy nói một câu nhưng mà đoạn đấy cắt đi đúng không? Vâng, cắt. Bạn ấy có nói rằng là cái việc mà chúng mày đi hỏi như này để làm gì? Lúc mà người yêu anh bảo với anh là cái việc mà chúng mày đi hỏi như thế này cốt lại để làm gì? Để mày tìm ra một cái tỷ số, nhưng mà để làm gì? Thì anh nghĩ rằng là đúng thật, những cái video đi phỏng vấn nó không giải quyết một cái vấn đề gì. Nhưng mà người xem rất thích. Người xem lại rất là thích, tại vì cái thời điểm khi mà mình cũng chập chững bước vào thì mình cũng rất là muốn là biết là ở những người ngoài kia người ta thích cái mùi hương nào. Đấy, nhưng mà đối với những người mà khi mà người ta đã tìm hiểu sâu hơn hoặc người ta nhìn thấy cốt lõi của vấn đề là nhưng mà nếu như tao thích thì ngoài kia không thích thì tao có thể dùng được không? Họ vẫn ok mà. Ok mà. Đấy, thì cái đấy là một cái câu hỏi cắt đi, nhưng mà anh nghĩ là cắt đi cái đấy cũng hợp lý. Tại vì nó cũng không cần thiết lắm. Nhưng mà có một cái đó là ngoài những cái mà các bạn xem trong cái video 7 đến 8 phút thì còn có rất là nhiều những cái vấn đề. Nhiều hôm anh đi quay lên đến nơi rồi không có, thì không có ai để phỏng vấn. Bọn tôi lại đi về, mà thường là đi quay khoảng tầm hơn 10 giờ tối. Có những video mà các bạn không được public đâu các bạn ạ, bởi vì tiếng không có, tiếng hỏng. Các bạn làm sao biết được? Đấy, thì có đây là cái rủi ro, đây là những cái mà mình phải chấp nhận khi mà mình làm việc. Và bọn mình làm là cứ phải 1-2 ngày cái xong một clip. Mà mọi người sẽ kiểu là xem một cách kiểu không hết xem nhanh quá. Thực ra đấy là cái có thể là nhiều người ta xem, người ta sẽ kiểu xem nhanh ấy, người ta nhặt những cái thông tin chính thôi. Nhưng mà những cái video phỏng vấn ấy thực ra nhìn có vẻ rất là đơn giản, nhưng mà những cái video đi phỏng vấn là những cái video rất mất thời gian của tôi với lại người yêu tôi để sắp xếp thời gian đi được với nhau nhá. Xong rồi đi ra đấy thì xin có nhiều hôm thề không được các bạn. Có nhiều hôm người không quay được ai, ngồi lên trên phố là hơn 2 tiếng đồng hồ, xong rồi lại phải hủy. Cái này Hưng cũng không biết, tại vì Hưng thì thường sẽ chỉ nhận file thôi. Có vài cái file mà từ chối mà các bạn, mình biết chứ. Đấy là cái file từ chối, nhưng mà ý là đã gửi cho em là anh cũng đã lọc đi rồi. Còn trước đấy là tôi cả người yêu tôi kiểu đi quay xin nhá, nhiều người ta không cho. Rồi những hôm đi quay, đang quay trời mưa lại đi về. Thế xong rồi lại hẹn đến những cái video khác. Điển hình là cái Herod và Nasos này cũng đã hẹn rất là lâu rồi, nhưng mà sắp tới thì chắc là sẽ quay thêm vài số phỏng vấn nữa, tại vì mọi người rất là thích xem những cái đấy. Với lại đợt tới thì ở đây cũng tranh thủ là cũng gần cuối video rồi, anh cũng muốn chia sẻ là đợt tới anh có làm một cái chuyên mục mới, đó là chuyên mục bạn. Chuyên mục này thì mình sẽ lên một cái form trên mạng là 5 câu hỏi, 5 cái key để tìm ra khách mời. Vì anh đang muốn rằng là cái kênh của anh nó phải gọi là dân dã nhất có thể, là tất cả những ai ở Hà Nội, hoặc là có thể là sau này mình có một chuyến đi Sài Gòn thì mình sẽ quay. Những bạn nào mình đặt ra những cái câu hỏi, bạn nào phù hợp với cái key đấy thì anh sẽ mời lên kênh. Không nhất thiết là phải là một người dùng nước hoa quá nhiều, kể cả bạn không dùng nước hoa bao giờ. Hoặc là bạn đơn giản bạn muốn, bạn không thích kênh của tôi nhưng mà bạn muốn ngồi nói chuyện với tôi để vỡ ra một cái gì đấy, hoặc là tôi vỡ ra một cái gì đấy, hoặc là sau khi hai người nói chuyện với nhau tôi không làm kênh nữa thì cũng được. Đấy, thì anh sẽ làm một cái chuyên mục mới trong năm 2024 là chuyên mục bạn, để có thể là duy trì mỗi một tháng sẽ có một khách mời như vậy. Và đó là một cái chuyên mục mà mình rất là muốn làm trong cái năm 2024 này, để có thể gọi là
mang nước hoa đúng theo cái nghĩa là vào tất cả mọi người, chứ nó không bị theo cái suy nghĩ của mọi người nó là một sản phẩm quá là xa xỉ. Đấy, thì nếu mà người nào đến đây thì các bạn cũng có thể, nếu mà ở Hà Nội thì các bạn có thể đến trải nghiệm ở nhà mình. Đấy, khách mời đặc biệt, sẽ khách mời trúng số được mời thì sẽ đến trải nghiệm ở nhà mình. Các bạn có thể ôm vài cái vial về, chục cái vial được, nhà tôi nhiều vial lắm. Hoặc là nếu mà ở trong thành phố Hồ Chí Minh thì sẽ cố gắng kết hợp là đâu đó vào để tầm 3-4 ngày xong rồi mượn ở bên kiểu Century chẳng hạn. Đợt này tôi đang làm việc với bên Century rồi, về nhà EA. Thì có thể mượn Century không gian để quay khách mời. Đấy là một cái mà mình nghĩ khá hay đấy nhỉ. Được đấy, đẹp. Và video thì chắc là cũng đủ vấn đề, hết những thứ anh em muốn chia sẻ rồi, đúng không? Thì không biết là các bạn như lúc vậy nói, đó là các bạn thấy video nào mà các bạn ấn tượng nhất về khâu edit, về khâu mà bọn mình làm nội dung, thì các bạn có thể chia sẻ cảm nhận bên dưới. Và đặc biệt là các bạn thích cái gì, hay là các bạn khen bọn mình đi, cứ khen đi bọn mình. Cứ khen đi, có mất cái gì đâu, vài lời gọi chữ thôi đúng không, không mất tiền. Ít nhất là không mất tiền rồi đúng để không? Có động lực, mình có động lực mình làm tiếp các bạn. Ừ, để anh kia còn kiểu được ăn hoa hồng nhưng mà có để tiền trả lương cho Hưng. Đúng rồi, trả lương đúng không? Ừ, để còn trả lương cho Hưng nhé. Hoặc là các bạn thấy có những cái vấn đề gì cần góp ý thì các bạn cứ mạnh dạn góp ý phía dưới, tôi duyệt hết tất cả các bình luận đó. Và rất là cảm ơn mọi người đã lắng nghe đến tận giờ phút này, và có lẽ video xin được kết thúc ở đây. Thì xin chào và hẹn gặp lại, bye bye.